hôm nay á mày em chi á mày uống 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 mà cho thầy lột xuống hồ ké lần thứ hai á, thầy thầy kêu em là tài luôn á em chi à. Hôm nay thầy rất là sung sức luôn á các em à. Bữa em quên nạp bài mất thầy ơi, xui thế. Quên nạp bài thì bây giờ em mất lượt rồi em ơi. Bây giờ thầy đã trả lời hết ra những cái câu hỏi đó rồi, bây giờ em có viết vô thôi thì ra ngoài đi. Rồi khi nào học cái khối thứ hai thì em quay ngược vô lại. Đó gì đó. Các em hiểu không? Thi xong rồi, đọc bài xong rồi mà hỏi bây giờ nộp bài được không? Em khôn thì em cũng trừ phần cho thầy với em chi này nữa chứ. Nói chung là em các em thấy em chi gì đó chứ, các em chi rất là khờ luôn các em à. Khờ lắm các em à. Mới có năm quái thôi nhìn nhàng các em. Bị bạn dụ bê cái điện thoại đó các em à. Đâu có dám gì nói với ba mẹ đâu. Khờ, quái khờ, quét khờ luôn. Em chi là phải theo thầy học một khó một nửa à các em à. Nói chung á, tuy thầy á, thầy không có ăn của ai đồng bạc nào á. Nói chung á, thầy cũng nói cho các em biết nè. Hồi bữa thầy đăng lên cái mà